À, xin chào các bạn nhé. Nay kênh tiếng Việt lại về một chiếc máy chiếu siêu gần. Chiếc máy này của hãng Epson này. Mình thì chuyên bán siêu gần này. Đây, con này là con EB nhiêu nhỉ? EB này. EB 590 VKT. Đó. Ngoại hình thì tương đối là cũng trau chuốt, nhưng có một vài cái vết nó hơi hơi xước, sạch sẽ thì sạch rồi, nhưng còn vài vết hơi xước tí thôi, nhưng mà ngoại hình nó sạch và trắng. Con này nó sản xuất tại nó có hàng Epson nhé, made in Philippines, công nghệ 3 LCD đó, độ phân giải này VKXGA có nghĩa là độ phân giải của nó là 1280 nhân với 800 đấy, trên HD đấy. Độ sáng của con này nó là 3300 angstrom, độ tương phản là 10.000 chia 1 đó, độ sáng 3300 thì cũng là khủng rồi đấy. Con này VKT chắc là con này nó có bút chứ không? Đây, mình sẽ thử. Đây là mình đang bật điện nhé, bật 6 bóng này, sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bóng nhé. Đây là chúng ta sẽ căn chỉnh. À đây nó phải có ấy, đây 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 nó phải có kia thì nó phải phải có tín hiệu thì nó mới cho. Đấy, nhưng mà có một vài cái các bạn thấy đấy. Đó. Con này nó có cái dịch hình, nó hay cái con này nó hơi nó hơn với con khác. À, con này nó có cái dịch hình. Đấy, con này nó hơn cái con 585 một chút này. Mình cảm giác thấy nó có cái dịch hình, thấy chưa? Đây là dịch hình. Đó. À, con này được đấy. Rồi, cho nó về giữa. Dịch xuống dưới. À, con này được, được, dịch hẳn xuống dưới này. Rồi, hơi hơi lạ lạ, bởi vì bình thường mình bán 585 này có nắp con 590. Đấy, mấy cái này nó hay hơn một chút. Còn các thứ khác thì nó cũng giống con 585 thôi, nhưng mà nó có thêm cái chức năng đấy là mình thấy là nó rồi, còn các cái âm lượng nó kia nó rồi là nó giống thôi. Mạng này, Echo này, đấy là điện năng tiêu thụ con này thì nó con này nó có hai chế độ luôn, một chế độ thường, một chế độ OK Eco. Mình có thể về chế độ OK đấy. Eco thì cái quạt nó sẽ tắt, nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn, mà là bởi vì nó tiết kiệm điện thì nó không nhất thiết nó phải quạt mạnh. Nó thì quạt này nó là quạt inverter cả. Thế đây là quạt nó sẽ êm ru này. Nếu bạn nào ở chế độ Eco. Đó. Tí nữa mình có một cái dây HDMI là dài dài mình nối xem. Nói chung là những con này thì xem là ok rồi, mình nghĩ nhá. Con này mình sẽ trở về cái chế độ thường. Đấy, nó sẽ sáng hơn. Mình tắt bớt cái điện này cho xong nhìn nó hấp dẫn hơn nhá. Mình để mất bóng mà. Thì bạn nhìn thấy nó khác hẳn. Rồi, đây là đến con này là đèn chiếu đây, đây, đây. Cái một trong những cái quan trọng là cái này. Đây, đèn chiếu thì con này nó là 587 giờ cộng với 19 giờ eco, coi như là 600 giờ đi. Đó. Nha. 600 giờ. Con này mình vừa vừa lấy về vẫn nóng hổi nhá. Có hình ảnh nữa thì để tí nữa mình sẽ lối cái ảnh cho các bạn xem. Nói chung con này là các góc cạnh là không bị lỗi gì cả, ok, màu đều, không có một loang lổ cái gì cả, tóm lại là hoạt động rất là tốt, không có một hiện tượng gì cả về lỗi màn hình. Đây là mà nó không có tín hiệu nữa, mình
sẽ phải kiếm một cái HDMI đi. Rồi. Đó là nó sẽ ok hơn mình, nó 10.800 độ led nó sẽ ok. Độ led, độ sâu hình sẽ hơn hẳn. Nó sẽ hơn. Vì nó 10.000 trên 1. Tương phản nó như vậy. Rồi để mình các bạn chờ một chút để mình kiếm cái dây HDMI đi, mình chơi tiếp. Đây, chúng các bạn này, chúng ta lại tiếp tục đây, mình cắm cái dây, cắm cái tín hiệu vào rồi. Đây. Đây mình vẫn chiếu trên cái tường màu vàng nhé, chứ không phải là tường màu trắng như đây đâu. Đây là tường màu vàng lông gà này, đây, bên này nó màu vàng lông gà này. Đó, như con 590 của nó thể hiện nhìn rất là đẹp đấy. Sâu hình đấy. Những con như thế này là mình có thể là mình xem TV ok rồi. À, mình xem gọi là xem bóng đá rồi xem các thứ phim là ok rồi. Đây mình trở về YouTube năm mấy cho các bạn xem này. À, phải tắt cái tiếng đi không. Người nó hay bắt bản quyền thế này. Rồi. Đấy, vào con chim 4K này. Vào cho con rắn xuống dưới đi, trong máu đi. Rồi. À. Xem sướng thôi. Thôi rồi luôn. Để mình sẽ chỉnh tiếp xem đấy đó. Mình chỉnh tiếp màn hình xem cái độ. Xem ở đây nó cài đặt đây hình ảnh này. Thể thao đang chế độ thể thao này. Chuyển về chế độ sống động này. Đó. Đấy, nó có rất nhiều chế độ để cho mình chọn. Rồi, độ sáng này. Độ sáng này thôi để thế này thôi. Bởi vì con này nó 3.300 thì mình để mình được hết này. Nó nhìn sáng 3.300 ăn xin lên cơ mà. Tương phản này có thể cho nó lên tí nữa. Rồi đẹp, 10 đi. Đây mình đứng mình quay gần nha. Đây, tường nhà mình tường nó rất là loang lổ lắm, tường nó không mực mịn bởi vì bên này nó bên tường thường. Rồi chúng ta sẽ về cái bão hòa màu thôi, không cần nhuộm màu độ nét. Độ nét đây là mình đang để giữa trung tính này. Chúng ta tăng độ nét lên chút. Đấy, thì nhìn hình nó sẽ sắc hơn. Xem thôi rồi. Đấy, các nhiều chế độ chỉnh màu nó kia. Ôi giời. Đấy. Tạm thời như này. Để về hình ảnh. Bây giờ chúng ta chuyển sang xem phim. Trong TV nhé, còn đây nữa là kênh nó hát nó full nó 2K rồi. Nhưng mà cái đầu TV box này của mình nó không, nó chỉ hỗ trợ đến full HD là hết rồi, nó cũng không hỗ trợ được ra 2K chuẩn đâu. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang TV. Đây là mình đang ngồi cách thế nào, ngồi cách khoảng tầm 4 mét các bạn. 3 mét rưỡi. Và chiếu đây chắc là cũng khoảng tầm khoảng 100 inch. Đây mình sẽ mở cái kênh. Những kênh này nó hay bắt bản quyền nhạc lắm. Đấy. Đấy, kênh Việt Nam này, VTV1 đây. Nói chung xem ok, không phải suy nghĩ gì. Đá bóng xem này là được rồi. Chuẩn nha. À. Quá chuẩn luôn.
xem mấy cái thế giới động vật mà nó hay bắt bản quyền nó lên, thành ra là mình cũng không 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 bỏ nhiều những cái chỗ này đó. Xem ok các bạn. À đây mình chưa chỉnh cái tiêu cự, bởi vì đoạn trên kia nó vẫn có vẻ góc góc kia nó hơi hơi mờ mờ. Đây chúng ta sẽ chỉnh. Chúng ta xem là ở đây người ta chỉnh cái tiêu cự này đã chuẩn chưa. Rồi, là chỉnh ok đấy. Thì cái độ nét nó sẽ nét nó sẽ cao hơn. Đấy. Nói chung là xem ép sơn nó vẫn có cái gì đó nó đẳng cấp. Nó tươi mỏng, thật mỏng. À, người này. Đấy, nhất là xem đá bóng. Nó chiếu gần chân tơ cái tóc luôn. Có cái là đá bóng thì nó hay bắt bản quyền rồi. Con này mình bán 7,5 triệu các bạn nha, 7,5 triệu thì bao gồm đầy đủ dây nguồn, dây nguồn zin của nó nhá, còn dây HDMI thì sẽ là mua mua ngoài, mình sẽ mua ngoài, và cái điều khiển thì sẽ là mua ngoài, nó không phải hàng zin của nó. Đó, nhưng mà đầy đủ bộ cho các bạn, đầy đủ bộ cho các bạn chơi. Con này là dùng xem tivi là ok rồi, các bạn có thể coi như nó là một cái giảm của gia đình là xem ok rồi, mình đánh giá là ok rồi. Nếu mà ai mà tường nhà nó chuẩn nữa thì nó đẹp. Đó. Xem ok luôn, đỡ các cháu phải đi xem giảm. Bán 7,5 triệu nhé. Con này các bạn nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337 nhé. Kênh tiếng Việt. Mình ở thành phố Bắc Ninh. Ship toàn quốc nhé. Nếu mà ai gần ưu tiên xem thực tế thì dễ. Con này nó rất là gọn nhẹ. Và nói thêm là con 590 là nó lại gọn nhẹ hơn, có cảm giác nó nhẹ hơn, nó gọn hơn con 585. Và con 585 đời nó trước, con này nó có vẻ gọn nhẹ hơn. Đó. Là mình bán 7,5 triệu, nguyên zin nguyên bản, cũng chẳng có mó máy gì vào nó cả, chỉ có vệ sinh tí ấy thôi, cái lọc bụi thôi, bên ngoài nó, bởi vì thực ra bản Nhật nó giữ gì nó cẩn thận, không bị bất kỳ một cái gì lỗi lầm gì trên màn hình, rất là đẹp. Số điện thoại 0934 337 337, kênh tiếng Việt. À, xin chào các bạn, mình tí nữa mình sẽ giới thiệu tiếp thêm hai cái nữa. Một cái 1430 và một cái Casio nữa. Con này nhắc lại là độ sáng 3.300 lumen, độ tương phản là 10.000 trên 1, độ phân giải là 1280 x 800, nó trên HD nhé, tức là nó là HD cộng đấy, nó trên HD đó. Thật ra những cái tivi của mình nó chiếu những tivi này nó chỉ đến HD thôi, còn bạn nào mua thích xem Netflix những cái thứ thì mới là 2K 4K, các bạn thích thì các bạn phải đầu tư những cái box nó cao cấp thì nó mới ra được 2K 4K, chứ còn nguồn đầu vào của mình thường thường lại chỉ đến HD cộng của TV. Mình xem, anh em mình xem đá bóng bình thường, mình xem các kênh phim ở gia đình thì như thế này cũng là quá thừa thãi rồi, bởi nó là HD cộng nó là quá thừa rồi. Rồi, xin chào các bạn.